Xin chào tất cả anh chị trở lại với chương trình review sản phẩm của kênh Vàng Tahi Phạm. Hôm nay thì tôi trân trọng giới thiệu anh chị đến một cái sản phẩm rất là hay và cao cấp. Ở đây tôi đang có một cái viên ruby đỏ lừ luôn. Bên là hàng kính nhá, huyết kính nhá. Đấy là theo ngôn ngữ gọi là dân gian ấy, nên gọi là huyết kính. Thế nhưng về bản chất thì chúng tôi không quan tâm huyết kính hay gì cả, mà chúng tôi chỉ quan tâm là những cái màu sắc và độ sáng, độ trong tôi đã đưa đến cho anh chị một cách chân thực nhất, khách quan nhất. Thế còn nó là cái màu gì thì rất là khó nói chuyện. Ví dụ có những người nói là màu huyết bồ câu là màu như thế này, có những người nói màu nước 1 là màu này, có người nói màu nước 2 là màu như thế này. Thì những cái đó nó chỉ mang tính chất định tính, không phải là định lượng. Thế nên là chúng ta làm việc với nhau trên cái phong cách là chúng ta làm việc rất là thoải mái và chuẩn chỉ, rất là khách quan. Thì tôi cũng nói chuyện với anh khách hàng của tôi trước rồi, vấn đề là bây giờ anh ấy họ bảo là Thái lấy cho anh một viên huyết bồ câu. Thì thực ra cái màu huyết bồ câu để mà giải thích ra nó như thế nào thì nó khó lắm. Thì tôi nói chuyện anh tốt nhất em cứ quay lên cho anh xem, anh thấy ok đẹp anh lấy. Thì cái viên đá này cũng là một trong loại viên đá như thế, và viên đá này thì giá trị nó cũng khá là cao, nó cũng rơi vào tầm khoảng gần 5.000 đô cái riêng viên đá này. Rồi đây viên ruby kính mà rất là đỏ đẹp kinh khủng luôn, rất là đẹp. Đây anh chị có thể thấy là bên cạnh nó tôi đã còn hàng pha set nữa. Thì bây giờ tôi xin phép tôi sẽ lộn ngược video lại để tôi quay cho anh chị xem sản phẩm này nhá, để xem nó ok như thế nào. Ok anh chị đợi tôi. Đây là sản phẩm của chúng ta, xin phép giới thiệu đến anh chị. Trong cái video này tôi sẽ quay chế độ rất là bình thường ở trong nhà, không đèn luôn. Và đây là một cái mẫu nhẫn. Anh khách hàng tên là Lập nhỉ? Vâng. Anh trong Nha Trang. Thật ra gọi là anh thôi thì anh cũng lớn tuổi rồi, gọi là chú Lập thì cũng được. Anh cũng có tuổi rồi, cũng có cháu rồi. Thì anh ấy mong muốn là anh có một viên ruby sao rất là to. Và anh mong muốn là tôi sản xuất cho anh một cái nhẫn khác mà màu đẹp hơn viên ruby sao đó. Thì tôi nghĩ cái loại này là cái loại anh ấy cần dùng. Có độ trong rất là cao. Và bên cạnh đấy thì tôi đang bố trí cho anh ấy một con rồng. Và bên này là một con hổ. Và cùng với rất nhiều ruby facet. Cái riêng ruby facet này là bạn ruộn bạn rất là kỳ công. Bạn ấy chọn cái giải kích thước nó thay đổi dần này, to dần này, và thứ hai là đều màu nhất có thể. Và đây là chi tiết dây cầu tài. Thì đây tôi cũng xin phép tôi cầm lên tay luôn để cho anh chị xem nhé. Một chút nữa tôi sẽ quay cho anh chị trong môi trường ánh sáng ngoài trời luôn. Hôm nay thì Hà Nội trời cũng khá là đẹp. Thì ở đây anh chị có thể thấy là cái chi tiết rồng của chúng ta này rất là sắc nét. Chi tiết dây cầu tài đằng sau là chữ phúc thông phúc thiên bảo. Thì đặc biệt hơn là cái nhẫn này là một cái nhẫn mà hàng ruby kính, thế nên là tôi đã làm một cái chảo lồi bằng vàng bóng đặt ở phía dưới để nó hắt ánh sáng lên, nó tạo viên đá đẹp hơn, và bề mặt của nó thì nó tuyệt đối bóng rồi. Tôi cũng chưa ước chừng cái sản phẩm này khoảng bao nhiêu tiền, tại vì bạn Duẩn bạn chưa báo thông báo về giá tiền, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 140 triệu, 150 triệu gì đó. Và tất nhiên trên mặt này là kim cương nhé. Những cái sản phẩm cao cấp như này thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu tốt nhất cho nó. Sản phẩm này được thi công sau cho ngày thứ 7, thế nên là tôi vẫn đang nợ anh khách hàng một cái kiểm định chung của cái sản phẩm này. Thế còn về kiểm định viên đá riêng thì tôi đã có rồi. Rồi thì lấy cho anh cái kiểm định viên đá này rồi. Viên đá gần 10 carat. Rất là đẹp. Một chút tôi đưa ra ngoài trời anh chị thấy đẹp nữa. Đây là giám định của viên đá nhá. Ruby tự nhiên 9,63 carat. Ô cái số này đẹp nhỉ. 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 9 18, 1 cộng 8 lại bằng 9.
963, tất cả là con số 9. Đẹp. Đây nữa này, kích thước này. 13,5, 1 cộng 3 cộng 5 cũng bằng 9. Không phải. Kỳ lạ. Con số 9 là con số cửu ngũ chí tôn, trường cửu ấy. Rồi, đây là một cái file quay trong chế độ không ánh sáng, rất là tối. Thì anh chị, tôi sẽ đưa anh chị ra chế độ ánh sáng tốt hơn để chị xem phần sản phẩm này nhé. Vừa rồi chúng ta đã xem chi tiết các sản phẩm này trong một chế độ ánh sáng không có đèn, không có đèn soi. Và bây giờ tôi sẽ đưa anh chị ra ánh sáng ngoài trời để xem bên ngoài nó sẽ như thế nào. Ok, anh chị theo dõi cùng tôi nhé. Đây là chế độ ánh sáng ngoài trời, ánh sáng trời nắng đấy. Rực rỡ. Trong bóng râm nhá. Anh chị, để tôi cho chị xem là độ bóng của sản phẩm thôi. Rất là bóng. Viên đá bóng lư luôn, đỏ au. Đây là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rất là ok, rất là đẹp dành cho anh chị. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị.